Mới đây tại Đài Loan, hàng trăm thanh niên đã thay tên đổi thành cá hồi để được thưởng thức sushi miễn phí tại một nhà hàng Nhật Bản. Một nhà hàng sushi băng chuyền Nhật Bản ở Đài Loan đã tổ chức một sự kiện đồng âm. Trong vòng 2 ngày, 17 và ngày 18 tháng 3, người nào có tên cá hồi sẽ được ăn sushi miễn phí. Người nào có tên phát âm trùng với hai từ cá hồi sẽ được hưởng ưu đãi 50%. Người nào có tên phát âm trùng với một trong hai từ cá hồi sẽ được hưởng ưu đãi 10%. Vậy là một làn sóng đổi tên đang sushi miễn phí bắt đầu, thu hút hàng trăm người tham gia. Họ đổi thành những cái tên có từ cá hồi rất hài hước. Thậm chí, một viên cảnh sát họ Trương đến từ thành phố Cơ Long cũng hưởng ứng trào lưu này. Anh đổi tên thành con trai vua cá hồi, biển vịnh Nghi Lan siêu sâu siêu lớn. Trong đó, tên có số từ dài nhất được ghi nhận ở thành phố Đài Bắc. Một người đổi tên thành Trần Yêu Đài Loan, bào ngư, cá ngừ, cá hồi, cua lá, thùng nhím, biển sò, đẹp, tôm hùm và bò có tổng cộng 36 từ. Hầu hết mọi người đã đổi lại tên thật ngay sau khi ăn xong bữa sushi miễn phí vì sợ bố mẹ tức giận. Tuy nhiên, vì pháp luật Đài Loan quy định mỗi người chỉ được đổi tên 3 lần trong đời nên đã có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra.